Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh FTVN Channel, nơi chúng tôi chia sẻ những vấn đề thời sự pháp luật, phổ biến tư vấn pháp luật miễn phí, kể những câu chuyện vui về nghề luật, cung cấp những kiến thức khoa học pháp luật. Kênh cũng trao đổi những vấn đề kỹ năng nghề nghiệp, câu chuyện hành nghề và những vấn đề của nghề luật ở Việt Nam. Nhịp sống xã hội ngày càng năng động hơn, cũng như người dân ngày càng có sự hiểu biết về pháp luật hơn, dẫn đến nhu cầu được chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, văn bản giao dịch ngày càng nhiều hơn. Từ đó, những yêu cầu về phẩm chất và trình độ của một công chứng viên ngày càng được nâng cao. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng FDVN cùng tìm hiểu về nghề công chứng viên. 1. Lịch sử về nghề công chứng viên. Khái quát lịch sử ra đời của nghề công chứng viên trên thế giới. Nguồn gốc của hoạt động công chứng được tìm thấy trong văn hóa La Mã cổ đại, xuất hiện vào khoảng giữa thế kỷ thứ 2 và thế kỷ thứ 3 sau công nguyên. Công chứng viên trong luật La Mã đó là người với vai trò ghi chép, thư ký, tốc ký, người ghi chép các hoạt động trong nghị viện của tòa án, hoặc ghi chép theo lời người khác đọc, người soạn các di chúc và giấy chuyển nhượng sở hữu và làm chứng. Theo đó, xét về nguồn gốc, công chứng là nghề sớm xuất hiện trong lịch sử loài người với vai trò ghi chép, soạn thảo văn bản và làm chứng. Nghiên cứu các tài liệu về lịch sử công chứng cho thấy, trên thế giới có 3 hệ thống công chứng, đó là hệ thống công chứng dân luật, hệ thống công chứng thông luật và hệ thống công chứng tập thể. Hệ thống công chứng dân luật chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ thống luật La Mã, tồn tại ở hầu hết các nước châu Âu, các nước châu Phi và châu Mỹ Latin cùng một số nước ở châu Á. Tại các nước trong hệ thống công chứng Latin, nhà nước thừa nhận thể chế công chứng chuyên nghiệp, đề ra các quy định pháp lý để tổ chức và quản lý thiết chế công chứng một cách chặt chẽ. Phạm vi hoạt động của công chứng thường bao gồm các hợp đồng, giao dịch về bất động sản, thừa kế và các thỏa thuận về tài sản trong hôn nhân gia đình. Hệ thống công chứng thông luật gắn liền với hệ thống pháp luật Common Law tồn tại ở các nước như Anh, Mỹ, Canada, Singapore, Thái Lan, Đài Loan. Đặc điểm nổi bật của hệ thống này là việc công chứng chỉ mang tính hình thức, chú trọng đến tính xác thực về mặt hình thức như nhận diện đúng khách hàng, xác định đúng thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, ghi nhận sự kiện pháp lý mà không cần quan tâm đến tình trạng pháp lý của đối tượng. Hệ thống công chứng tập thể tồn tại ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây và phát triển mạnh vào các năm 70 của thế kỷ 20 đến trước năm 1990, bao gồm Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức, Bungary, Hungary, Romania, Cuba, Trung Quốc và Việt Nam, lại có quan niệm về công chứng khác với hệ thống công chứng đã được nêu ra ở trên. Ở hệ thống công chứng này, công chứng viên là công chức nhà nước, do nhà nước bổ nhiệm, kiêm nhiệm cả việc chứng thực, thị thực hành chính. Công chứng viên không phải chịu trách nhiệm dân sự trước khách hàng, chỉ phải chịu trách nhiệm hành chính trước nhà nước về những sai phạm trong hoạt động của mình. Sự ra đời nghề công chứng viên ở Việt Nam. Ở Việt Nam, hoạt động công chứng xuất hiện từ những năm 80 của thế kỷ 19. Hoạt động công chứng của nước ta ở giai đoạn này đều áp dụng theo mô hình của Pháp. Một hợp đồng giữa hai bên là người Việt Nam có thể làm dưới hình thức do hai bên đương sự thỏa thuận và ký, được gọi là tư chứng thư, do chính quyền thị thực, tức là do trưởng phố ở các thành thị và lý trưởng ở nông thôn thị thực, hoặc do công chứng viên lập, gọi là công chứng thư. Cách mạng tháng 8 thành công khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng với việc xây dựng bộ máy nhà nước kiểu mới. Ngày 1 tháng 10 năm 1945, chính quyền cách mạng đã quyết định về một số vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng. Hệ thống công chứng nhà nước của Việt Nam được hình thành trên cơ sở thông tư số 574 QLTPK ngày 10 tháng 10 năm 1987 của Bộ Tư pháp về công tác công chứng nhà nước và thông tư số 858 QLTPK ngày 15 tháng 10 năm 1987 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện các việc công chứng, quyết định số 90 HDBT ngày 19 tháng 7 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về con dấu của Phòng Công chứng Nhà nước. Tính đến thời điểm ngày 27 tháng 2 năm 1991, thời điểm ban hành Nghị định số 45 HDBT của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước, trên cả nước đã thí điểm thành lập 29 Phòng Công chứng Nhà nước ở 29 tỉnh, thành phố. Theo thông tư số 574 QLTPK ngày 10 tháng 10 năm 1987 của Bộ Tư pháp, công chứng nhà nước được xác định là làm một hoạt động của nhà nước với mục đích giúp các công dân, cơ quan, tổ chức lập và xác nhận các văn bản, sự kiện có ý nghĩa pháp lý, hợp pháp hóa các văn bản, sự kiện đó, làm cho các văn bản, sự kiện đó có hiệu lực thực hiện.
Bằng hoạt động trên, công chứng nhà nước tạo ra những đảm bảo pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, các cơ quan, tổ chức phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, giúp cho việc giải quyết tranh chấp được thuận lợi, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Lần đầu tiên, kể từ khi thành lập nước ngày 2 tháng 9 năm 1945, khái niệm công chứng nhà nước được đưa ra ở Việt Nam, đánh dấu sự đổi mới về tư duy pháp lý, bước đầu đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế ở giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi. Cùng với quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xóa bỏ triệt để cơ chế kế hoạch hóa tập trung, chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường. Trong vòng 10 năm, từ năm 1991 đến năm 2000, Chính phủ đã ban hành 3 nghị định về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước, đó là Nghị định số 45HDBT ngày 27 tháng 2 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước. Nghị định số 31CP ngày 18 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước. Và Nghị định số 75-2000-NDCP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng chứng thực. Hiện nay, tổ chức hoạt động công chứng ở Việt Nam đang chịu sự điều chỉnh trực tiếp của luật công chứng số 53-2014-QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Theo khoản 1, điều 2, luật công chứng năm 2014 quy định, công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, sau đây gọi là bản dịch, mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Qua phân tích về khái niệm công chứng của nước ta qua các thời kỳ, có thể thấy cách thể hiện khái niệm có sự khác nhau, nhưng tất cả có sự giống nhau, cơ bản là xác định công chứng là việc chứng nhận tính xác thực của hợp đồng, giao dịch và nhằm đảm bảo cho hợp đồng giao dịch được giao kết hoặc xác lập không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Nó cũng thể hiện rõ việc công chứng tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng giao dịch, công chứng nội dung đã được xác lập ở Việt Nam ngay từ khi thời điểm hình thành và được kế thừa trong nhiều văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động công chứng. Như vậy, công chứng viên đã cung cấp một dịch vụ về an toàn pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn về mặt pháp lý cho các giao dịch, hợp đồng, phòng ngừa các tranh chấp có thể xảy ra về sau giữa các bên. Điểm đặc biệt trong dịch vụ mà công chứng viên cung cấp cho các bên là dịch vụ mang yếu tố quyền lực nhà nước, có quyền nhân danh nhà nước để chứng nhận tính xác thực và tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch. Như vậy, nhà nước đã gắn cho văn bản công chứng một giá trị giống như một quyết định, một bản án của tòa án nếu xét trên góc độ thi hành. 2. Điều kiện trở thành công chứng viên. 1. Điều kiện được bổ nhiệm làm công chứng viên. Về điều kiện để trở thành công chứng viên, Điều 8 Luật Công chứng năm 2014 nêu rõ, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn dưới đây thì được xem xét bổ nhiệm công chứng viên. Có bằng cử nhân luật, có thời gian công tác pháp luật từ 5 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật, tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng theo khoản 1, điều 9 Luật Công chứng năm 2014, hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng trong vòng 3 tháng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo khoản 2, điều 10 Luật Công chứng năm 2014. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng và bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng. 2. Lộ trình trở thành công chứng viên. Bước 1. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành luật, không chỉ ở các ngành nghề, chức danh như thẩm phán, thư ký tòa án, kiểm sát viên, luật sư, v.v. Việc tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành luật cũng là một trong các điều kiện cần trên hành trình đầu tiên của nghề nghiệp công chứng viên. Đồng thời, sau khi có bằng cử nhân luật, phải công tác pháp luật từ 5 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức thì mới đủ điều kiện được bổ nhiệm công chứng viên. Bước 2. Tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghề công chứng viên. Khóa đào tạo nghề công chứng viên với thời gian 12 tháng do Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp thực hiện. Sau khóa đào tạo chuyên môn, Học viện Tư pháp cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học công chứng cho người học. Lưu ý, khi tham gia, bạn cần có các điều kiện. 1. Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt. Và 2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.
Theo khoản 2, điều 10 luật công chứng năm 2014, những người đã hành nghề hoặc có các chức danh sau thì được miễn đào tạo nghề công chứng mà chỉ phải tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng kéo dài 3 tháng tại Học viện Tư pháp, bao gồm người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 5 năm trở lên, luật sư đã hành nghề từ 5 năm trở lên, giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật, người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát, người đã là thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật, người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự, người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng. Theo đó, một trong những điều kiện để có thể trở thành công chứng viên là phải có thời gian công tác pháp luật từ 5 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật. Vì vậy, để được bổ nhiệm công chứng viên thì cần phải có giấy tờ để chứng minh thời gian công tác pháp luật nêu trên. Bước 3, tập sự hành nghề công chứng. Người có chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng thực hiện nộp hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề với Sở Tư pháp nơi có phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng nhận tập sự. Trường hợp không tìm được tổ chức hành nghề công chứng để tập sự hoặc gặp khó khăn trong việc tự liên lạc, người tập sự có thể liên hệ với Sở Tư pháp địa phương nơi mình mong muốn tập sự để được bố trí phù hợp. Căn cứ khoản 1, điều 11 luật công chứng năm 2014, thời gian tập sự hành nghề công chứng được bắt đầu kể từ ngày Sở Tư pháp ra văn bản thông báo về việc đăng ký tập sự như sau. 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. 6 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Theo khoản 2, điều 3, thông tư 04/2015/TT-BTP có quy định người có nguyện vọng được quyền thay đổi nơi tập sự nhưng phải đảm bảo tổng thời gian tập sự tối thiểu tại mỗi tổ chức hành nghề là 3 tháng. Bước 4, tham gia kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng viên. Người đã hoàn thành việc tập sự nộp một bộ hồ sơ đăng ký tham gia kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng viên trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự. Thí sinh đạt yêu cầu kỳ kiểm tra được cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng viên. Mỗi năm, Bộ Tư pháp tổ chức 2 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng. Trong trường hợp không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra trước, người tập sự được phép đăng ký kiểm tra lại trong đợt sau, nhưng tổng số lần kiểm tra tối đa chỉ là 3 lần. Căn cứ điều 16, điều 17, thông tư 04/2015/TT-BTP. Bước 5, được bổ nhiệm công chứng viên. Khi đạt tiêu chuẩn hành nghề và đã tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, có giấy chứng nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng, người có nguyện vọng đủ điều kiện nộp hồ sơ xin bổ nhiệm công chứng viên theo quy định tại Điều 12 của Luật Công chứng năm 2014. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét quyết định bổ nhiệm công chứng viên. Đây là thời điểm xác định một người chính thức trở thành công chứng viên. 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của nghề công chứng viên. 1. Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên. 1.1. Quyền hạn của công chứng viên. Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề công chứng. Tham gia thành lập văn phòng công chứng hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng cho tổ chức hành nghề công chứng. Được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của luật này. Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện việc công chứng. Được từ chối công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội. Các quyền khác theo quy định của luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 1.2. Nghĩa vụ của công chứng viên. Tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, hành nghề tại một số tổ chức hành nghề công chứng. Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng. Giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ. Ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng. Trường hợp từ chối yêu cầu công chứng thì phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu công chứng. Giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác. Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng của mình. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của văn phòng công chứng mà mình là công chứng viên hợp danh. Tham gia tổ chức xã hội, nghề nghiệp của công chứng viên. Chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tổ chức hành nghề công chứng mà mình làm công chứng viên và tổ chức xã hội, nghề nghiệp của công chứng viên mà mình là thành viên. Các nghĩa vụ khác theo quy định của luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Bên cạnh những quyền lợi và nghĩa vụ kể trên, công chứng còn phải có trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp riêng, yêu cầu công chứng viên phải tuân thủ một số nguyên tắc được quy định tại Điều 2 Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, ban hành kèm theo Thông tư 11/2012/TT-BTP như sau. 1. Tuân thủ hiến pháp, pháp luật, không trái đạo đức xã hội. 2. Khách quan, trung thực khi thực hiện công chứng, không vì bất kỳ lý do nào mà làm ảnh hưởng đến chất lượng việc công chứng, cũng như phân biệt đối xử với người yêu cầu công chứng. 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản công chứng, bồi thường thiệt hại do lỗi của mình trong trường hợp việc công chứng dẫn đến thiệt hại cho người yêu cầu công chứng. 4. Tuân thủ các quy định của quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và các quy định của tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng. Đồng thời, công chứng viên có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, không được có hành vi làm tổn hại đến danh dự, uy tín cá nhân, thanh danh nghề nghiệp. Công chứng viên cần phải ứng xử văn minh, lịch sự trong hành nghề, lành mạnh trong lối sống để nhận được sự yêu quý, tôn trọng, tin cậy và vinh danh của đồng nghiệp, người yêu cầu công chứng và toàn thể xã hội. Ngoài ra, công chứng viên phải không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nỗ lực tìm tòi để nâng cao chất lượng công việc và phục vụ người yêu cầu công chứng. Trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên đối với người yêu cầu công chứng: phải tận tâm với công việc, phát huy năng lực, sử dụng kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp để bảo đảm tốt nhất tính an toàn pháp lý cho hợp đồng, giao dịch, có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức một cách nhanh chóng, kịp thời khi yêu cầu công chứng đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội. Sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết kịp thời yêu cầu công chứng của người yêu cầu công chứng bằng cách luôn có mặt tại trụ sở tổ chức hành nghề công chứng trong giờ làm việc theo quy định của pháp luật. Có nghĩa vụ giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ, hậu quả pháp lý phát sinh của hợp đồng, giao dịch được yêu cầu công chứng. Giải đáp một cách rõ ràng những thắc mắc của người yêu cầu công chứng nhằm đảm bảo cho hợp đồng, giao dịch đúng với ý chí của các bên giao kết hợp đồng, giao dịch, đảm bảo các bên có nhận thức đúng về pháp luật có liên quan và giá trị pháp lý của văn bản công chứng trước khi công chứng viên công chứng. Có trách nhiệm cung cấp cho người yêu cầu công chứng các thông tin có liên quan về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên trong hành nghề công chứng theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng. Nguyên tắc bảo mật thông tin và bảo quản hồ sơ công chứng của công chứng viên: có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin trong hồ sơ yêu cầu công chứng, hồ sơ công chứng và tất cả thông tin biết được về nội dung công chứng trong quá trình hành nghề cũng như khi không còn là công chứng viên, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của người yêu cầu công chứng hoặc pháp luật có quy định khác. Có trách nhiệm bảo quản hồ sơ công chứng trong quá trình giải quyết yêu cầu công chứng và bàn giao đầy đủ hồ sơ công chứng để lưu trữ theo quy định của pháp luật. Có trách nhiệm hướng dẫn nhân viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng của mình không được tiết lộ bí mật thông tin về việc công chứng mà họ biết theo nội quy, quy chế của tổ chức hành nghề công chứng, quy định của pháp luật, đồng thời giải thích rõ trách nhiệm pháp lý của họ trong trường hợp tiết lộ những thông tin đó. Thu phí, thù lao công chứng: có trách nhiệm thu đúng, thu đủ và công khai phí, thù lao công chứng theo quy định đã được niêm yết. Khi thu phí, thù lao công chứng phải ghi hóa đơn, chứng từ đầy đủ và thông báo cho người yêu cầu công chứng biết rõ về các khoản thu và số tiền mà họ phải nộp. 1.3. Những công việc công chứng viên không được làm trong quan hệ với người yêu cầu công chứng: sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng. Công chứng viên làm theo đúng trách nhiệm của mình khi người yêu cầu công chứng đến yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật, không được gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng thực thi đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định. Điều này gây dựng nên một hệ thống quy trình công chứng chuẩn chỉ, đào tạo các công chứng viên nghiêm túc, công minh và tuân thủ pháp luật về công chứng. Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được quy định, xác định, thỏa thuận. Công chứng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với người yêu cầu công chứng chỉ được nhận đúng số tiền từ người công chứng theo phí công chứng quy định, không được đòi thêm phí thù lao, khoản tiền, lợi ích và các chi phí khác ngoài thỏa thuận được. Nếu đòi hỏi các chi phí nằm ngoài quy định, thỏa thuận với người yêu cầu công chứng ban đầu, cũng như phần trăm hoa hồng mà công chứng viên yêu cầu được hưởng, sẽ tạo ra một hệ thống công chứng tham nhũng vì tiền mà gây khó dễ cho người yêu cầu công chứng. Cũng như mọi quy trình, thủ tục công chứng không còn tuân theo tôn ti trật tự của các quy định pháp luật mà sẽ dần dần theo nếp của đồng tiền và kinh tế. Nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích vật chất nào khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện việc công chứng dẫn tới hậu quả gây thiệt hại đến lợi ích chính đáng của người yêu cầu công chứng và các bên liên quan. Chứng viên chỉ được làm đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không được nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích vật chất
từ bên thứ ba nhằm gây hại đến quyền và lợi ích của người yêu cầu công chứng và các bên liên quan. Như điều cấm bên trên nhắc tới việc công chứng viên không được nhận hay đòi hỏi bất cứ chi phí nào khác từ người yêu cầu công chứng ngoài các chi phí theo luật định, điều cấm này cũng nhằm mục đích tương tự là ngăn ngừa hệ thống công chứng tham nhũng không theo trật tự pháp luật. Ngoài ra, điều cấm này còn nêu rằng phải đảm bảo được quyền lợi ích của người yêu cầu công chứng và các bên liên quan. Sử dụng thông tin biết được từ việc công chứng để mưu cầu lợi ích cá nhân. Công chứng viên phải đảm bảo bí mật của những người yêu cầu công chứng, không được sử dụng thông tin của khách hàng thông qua việc công chứng của mình để dùng vào lợi ích cá nhân. Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội. Công chứng viên phải xem xét các mục đích và nội dung giao dịch của hợp đồng, không được tùy ý thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng vi phạm pháp luật và trái đạo đức xã hội. Đưa ra những lời hứa hẹn nhằm lôi kéo người yêu cầu công chứng hoặc tự ý thu tăng hoặc giảm phí công chứng, thù lao công chứng so với quy định và sự thỏa thuận. Công chứng viên không được hứa hẹn với khách hàng của mình rằng nếu quay lại hoặc giới thiệu khách hàng đến, người đó sẽ giảm được hoặc nhận phí thù lao. Ngoài ra, công chứng viên cũng không được tự ý tăng hoặc giảm phí công chứng so với quy định của pháp luật. Công chứng các hợp đồng giao dịch có liên quan về mặt lợi ích giữa công chứng viên và người yêu cầu công chứng. Nội dung trong các hợp đồng giao dịch không được liên quan đến lợi ích giữa công chứng viên và người yêu cầu công chứng. Thông đồng tạo điều kiện cho người yêu cầu công chứng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Công chứng viên chỉ được làm đúng chức trách của mình khi kiểm tra hợp đồng, văn bản của người yêu cầu công chứng. Công chứng viên phải có trách nhiệm kiểm tra xem nội dung đó có xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hay không. Câu kết với người yêu cầu công chứng, những người có liên quan làm sai lệch nội dung của văn bản công chứng và hồ sơ đã công chứng. Công chứng viên làm đúng chức trách của mình, không được thay đổi nội dung của văn bản hoặc hồ sơ đã công chứng. 4. Hoạt động hành nghề của công chứng viên. 1. Phạm vi hoạt động của công chứng viên. Công chứng viên có thể hoạt động hành nghề ở các văn phòng công chứng, làm việc tại các tổ chức công chứng thuộc nhà nước. Công chứng viên chỉ được làm việc tại một địa chỉ công chứng mà không được cùng một lúc hành nghề công chứng tại hai địa chỉ khác nhau. Chính vì vậy, nếu bạn đang làm công chứng viên tại một văn phòng công chứng này thì không thể làm thêm tại một văn phòng khác với chức danh tương đương. 2. Hình thức hành nghề của công chứng viên bao gồm phòng công chứng, văn phòng công chứng đối với công chứng viên hợp danh, văn phòng công chứng đối với công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. 5. Thực trạng hoạt động của các văn phòng công chứng hiện nay. Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2024, tại phiên họp thảo luận về luật công chứng sửa đổi, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã cho biết hiện nay cả nước có khoảng 3.300 công chứng viên và 1.300 tổ chức hành nghề công chứng. Như vậy, trung bình có 2,5 công chứng viên đối với một tổ chức hành nghề công chứng, theo báo pháp luật. 1. Thực trạng hoạt động công chứng hiện nay. Những thuận lợi bao gồm 1. Là hiện nay theo quy định của pháp luật, một số giao dịch bắt buộc phải được công chứng, chứng thực, đặc biệt là trong lĩnh vực mua bán, tặng cho, thế chấp, quyền sử dụng đất và nhà ở và các tài sản phải đăng ký khác. Điều này tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề công chứng có lượng khách hàng thường xuyên, ổn định. 2. Là hiện nay các văn phòng công chứng được thành lập nhiều hơn. Ngoài ra, như trước đây, hoạt động công chứng chỉ được giới hạn tại bộ phận tư pháp trong các cơ quan Ủy ban Nhân dân các cấp hoặc phòng công chứng do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập, thì nay đã được mở rộng đến các văn phòng công chứng được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân do công chứng viên là người đứng đầu. Cho nên, cơ hội hành nghề của các công chứng viên ngày càng được mở rộng. 3. Là ý thức của người dân trong việc đảm bảo giá trị pháp lý trong các giao dịch ngày càng được nâng cao. Họ tìm đến các phòng và văn phòng công chứng ngày một nhiều để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các giao dịch. Hoạt động hợp tác quốc tế của công chứng Việt Nam ngày càng được mở rộng trong khu vực và trên thế giới. 4. Là các hoạt động công chứng đã được hỗ trợ rất nhiều bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao trong công việc và trong một số trường hợp không còn bị cản trở bởi khoảng cách địa lý, ví dụ như phần mềm quản lý hợp đồng công chứng và dữ liệu ngăn chặn UCHI. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như sau. 1. Là một số văn phòng công chứng hiện nay được thành lập không căn cứ vào nhu cầu công chứng của người dân, dẫn đến có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức hành nghề công chứng với nhau, gây ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của nghề công chứng. 2. Là số lượng các văn phòng công chứng ngày một gia tăng nhưng chất lượng công chứng lại không được đảm bảo, từ đó xảy ra nhiều tranh chấp chỉ vì công chứng không tuân thủ các yêu cầu về nghiệp vụ và quy định pháp luật.
Ba là thời điểm hiện nay xuất hiện nhiều rủi ro và khó khăn trong việc hành nghề của các công chứng viên và văn phòng công chứng vì nạn giấy tờ giả, người giả, thiếu thông tin. Bốn là chất lượng đội ngũ công chứng viên hiện nay chưa đồng đều, việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa phù hợp với sự phát triển các nhu cầu giao dịch trong hoạt động công chứng, chưa đáp ứng yêu cầu ngăn chặn các hành vi lừa đảo, lợi dụng công chứng để hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp, gây mất trật tự an toàn xã hội. Năm là hiện nay chưa có sự kết nối giữa các tổ chức hành nghề công chứng với dữ liệu thông tin của cơ quan nhà nước, việc công chứng còn theo từng địa hạt và phải công chứng trực tiếp, làm hoạt động công chứng và nhu cầu của người dân còn bị hạn chế và khó khăn. 2. Những vi phạm thường gặp trong hoạt động công chứng: thu phí công chứng không đúng theo quy định hoặc thu thủ lao công chứng cao hơn mức trần do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc cao hơn mức thủ lao đã niêm yết, thu chi phí khác cao hơn mức chi phí đã thỏa thuận. Không cập nhật thông tin lên phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng giao dịch do công chứng viên của tổ chức mình công chứng. Vi phạm khi lưu giữ di chúc, công chứng di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản khi chưa tìm hiểu đầy đủ nguồn gốc di sản và những người thuộc hàng thừa kế đối với di sản đó. Công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng không đúng quy định, từ chối yêu cầu công chứng nhưng không có lý do chính đáng. Công chứng hợp đồng giao dịch trong trường hợp không có phiếu yêu cầu công chứng hoặc giả mạo chữ ký của người yêu cầu công chứng. Giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng giao dịch để công chứng hợp đồng giao dịch. Công chứng văn bản khi không có đầy đủ giấy tờ chứng minh nhân thân hoặc chứng minh tài sản cần công chứng. 6. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển nghề công chứng viên. Thứ nhất, nghiên cứu thu hẹp đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng. Trong trường hợp không thu hẹp thì nghiên cứu bổ sung các kiến thức và kỹ năng vào chương trình tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng để bảo đảm người tham gia bồi dưỡng có đủ kiến thức, kỹ năng, đạo đức hành nghề công chứng. Thứ hai, đối với tập sự hành nghề, cần có cơ chế bảo đảm tránh việc đánh trống ghi tên. Thứ ba, có cơ chế bảo đảm về điều kiện hành nghề công chứng viên, trong đó quan tâm chú trọng điều kiện về sức khỏe hành nghề, độ tuổi tối đa hành nghề và có cơ chế thu hồi thẻ hành nghề trong những trường hợp đã được cấp thẻ nhưng không bảo đảm điều kiện. Thứ tư, nghiên cứu mở rộng các trường hợp miễn nhiệm công chứng viên phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội cũng như khả năng hành nghề của công chứng viên. Thứ năm, nghiên cứu bổ sung các quy định về giám sát, xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu về nghề công chứng viên ở Việt Nam. Hy vọng rằng qua những thông tin trên, các bạn đã có cái nhìn tổng quan về công chứng viên tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật thêm nhiều video hữu ích và các chủ đề pháp luật khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.